Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Không khí náo nhiệt của lễ hội mùa hè tại Sapa, một trong những hoạt động của năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Khép lại một thời hoa lửa hào hùng với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, những chiến sĩ năm xưa nay quy tụ về mảnh đất biên cương trong mái nhà chung Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Lào Cai. Các lực lượng chức năng Lào Cai tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 4 tại thị trấn du lịch Sapa, tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội mùa hè 2017. Đây là sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc nhằm giữ gìn và quảng bá những nét đẹp về cảnh quan, môi trường, khí hậu tự nhiên và văn hóa đa dạng của Sapa, Lào Cai. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đồng chí Giàng Thị Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh Lào Cai, đại biểu các thành phố Hội An, Hải Phòng, tỉnh Lai Châu và đông đảo du khách trong và ngoài nước. Vui mừng, phấn khởi. Hiện tại trên địa bàn huyện Sapa có trên 400 cơ sở lưu trú với gần 6.000 phòng nghỉ, 126 nhà hàng, 24 đơn vị kinh doanh lữ hành, gần 300 hướng dẫn viên, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80%. Năm 2016, Sapa đã đón 9,7 vạn khách du lịch, mang lại doanh thu 1.690 tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2017, lượng khách đến Sapa đã đạt 671.000 lượt, tăng 153% so với cùng kỳ. Dựa trên những kết quả đó, lễ hội du lịch mùa hè 2017 được tổ chức tại Sapa sẽ góp phần giới thiệu đến khách du lịch trong và ngoài nước những nét văn hóa độc đáo trong đời sống đồng bào các dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của du lịch Sapa. Là đơn vị tài trợ chính cho lễ hội mùa hè 2017, công ty cáp treo Phan Laser đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nơi đây. Mùa hè được cho là một trong những thời điểm đẹp nhất khi du khách đến trải nghiệm với Sapa, bởi vì không khí và khí hậu ở nơi đây thì rất là tuyệt vời. Thế cho nên là chúng tôi cũng muốn góp phần cùng với lại địa phương thúc đẩy du lịch phát triển hơn nữa. Tại lễ khai mạc, cụm homestay Tả Văn Giấy, xã Tả Văn, huyện Sapa đã vinh dự nhận được giải thưởng homestay của ASEAN. Đây là một dấu ấn về chất lượng du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, tạo đà phát triển và tạo thương hiệu cho các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch tại Lào Cai nói chung và Sapa nói riêng. Đây cũng là một công cụ rất tốt để triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch Sapa tới cộng đồng. Giờ tôi nghĩ là sau khi nhận lấy cái chứng nhận này thì sẽ thêm rất là nhiều động lực cho bà con, không chỉ những hộ đã và đang làm, mà các cái hộ mà cũng chưa làm cũng sẽ cố gắng vươn lên để học tập và sẽ phát triển cái du lịch tại thôn hơn nữa. Đêm khai mạc lễ hội mùa hè năm nay thu hút hàng vạn du khách trực tiếp tham gia. Sau lễ khai mạc, trong 3 ngày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc như một ngày làm nông dân Sapa tổ chức tại xã Tà Phìn, ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát. Ngay trong đêm khai mạc lễ hội mùa hè 2017, lượng du khách đổ về trung tâm thị trấn Sapa rất đông và không ngừng tăng, tạo nên một bầu không khí sôi động tại khu du lịch này. Chương trình biểu diễn văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc với chủ đề Sapa tại sân quần trung tâm thị trấn Sapa, với sự tham gia của các diễn viên đến từ đoàn nghệ thuật tỉnh, các diễn viên không chuyên, những nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ các xã của huyện Sapa, đã mang đến cho du khách những đặc sản về văn hóa bản địa các dân tộc. Chính điều này đã làm nên một Sapa đẹp và rất riêng trong lòng du khách. Em khá là ấn tượng với những tiết mục ở các lễ hội ngày hôm nay ạ. Đây là một kỳ nghỉ vô cùng thú vị với em ạ.
và đáng nhớ trong cuộc đời, cũng là lần đầu tiên và cũng là lần ấn tượng nhất với em ạ. Ngoài những hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc như lễ hội trên mây tại khu du lịch núi Hàm Rồng, một ngày làm nông dân tại xã Tà Phìn, ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát và các chương trình khám phá khác về phong cảnh thiên nhiên, năm nay ban tổ chức lễ hội đã bố trí các chương trình liên hoan cho khách tham quan, vui chơi hợp lý, an ninh trật tự được đảm bảo, tạo niềm tin cho du khách. Qua quang cảnh của Sapa và tôi thấy là rất là đẹp và tuyệt vời ạ, còn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa. Tôi sẽ truyền đạt cho toàn bộ học sinh và giáo viên trường tôi là nếu có điều kiện thì mọi người sẽ nên đi nhiều và nhiều hơn nữa. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, lễ hội mùa hè Sapa 2017 đã tạo được bầu không khí sôi động và thân thiện. Với khoảng 8 vạn du khách dự kiến sẽ đến Sapa vào dịp này, đây sẽ là cơ hội để Sapa tăng cường quảng bá những nét đẹp về cảnh quan, môi trường, khí hậu tự nhiên và văn hóa đa dạng của huyện Sapa. Chợ Châu Cần Cấu, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai từ lâu đã được biết đến là phiên chợ nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc. Chợ họp vào đúng ngày thứ Bảy, trùng với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, nên phiên chợ Châu vùng cao này đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan tìm hiểu. Cũng như những phiên chợ vùng cao khác, chợ chỉ họp một phiên duy nhất vào thứ Bảy hàng tuần. Nét đặc biệt khác hẳn với các chợ vùng cao khác, đây là một trong những chợ có nhiều châu bò được giao dịch nhất. Phiên chợ ít nhất cũng có trên 500 con châu bò, còn phiên nhiều có khi lên đến cả nghìn con được mang đến chợ. Tại phiên chợ, hoạt động mua bán diễn ra náo nhiệt, mọi người tụ tập thành từng nhóm quanh những chú trâu để ngắm nghía, bình phẩm, trao đổi với nhau. Đối với người nông dân, con trâu là cả một gia tài lớn. Tuy thế, việc mua bán chủ yếu dựa theo kiểu thuận mua vừa bán và hoàn toàn trao đổi miệng, lựa bán giá theo kinh nghiệm. Chính bởi điều này đã để lại rất nhiều ấn tượng cho du khách khi tới đây. Lần đầu tiên tôi đến thăm chợ Châu Cán Cấu, tôi thấy rất nhiều điều lạ, rất thú vị. Sau khi tôi về, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của tôi đến xem và trải nghiệm tại Việt Nam. Nghe nói về chợ Châu Cán Cấu đã nhiều. Trong dịp nghỉ lễ này, anh Nguyễn Long Hải đã đưa gia đình đến tham quan chợ. Lần đến thăm chợ Châu Cán Cấu, anh Bùi Long Hải đã được tận mắt xem chợ Châu, thấy số lượng Châu, xem cảnh mua bán không ở đâu có được, đã đem lại một cảm xúc rất lạ và hào hứng. Lần đầu tiên tôi đến, tôi thấy rất ngạc nhiên với cái cách họ mua bán trực tiếp, giản như mua bán châu bò này, họ trao đổi mua bán này rất là tự nhiên. Tôi thì sẽ giới thiệu bạn bè lên họ sẽ thăm cái chợ này, đặc biệt là cái khu họ mua bán châu này rất là thú vị. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay, du khách đến thăm chợ đông hơn mọi năm. Vì ngoài chợ Châu Cán Cấu, năm nay địa phương còn vận động nhân dân trồng thêm diện tích cây tam giác mạch tại khu vực hồ cạn để phục vụ nhu cầu thưởng hoa ngắm cảnh của du khách. Khép lại một thời hoa lửa hào hùng với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, những chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh lịch sử năm xưa, nay quy tụ về mảnh đất biên cương trong mái nhà chung Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Lào Cai. Trong mái nhà chung này, các hội viên thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Mặc dù đã 3 năm trôi qua kể từ khi được sống trong căn nhà xây cấp 4, rộng 70m², có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn và công trình vệ sinh khép kín, bà Trần Thị Chi ở thôn Giàng Thàng, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, nguyên chiến sĩ của C-30, đội 25, binh trạm 14, đoàn 559, từng tham gia mở đường chiến lược để phục vụ chiến đấu trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn không giấu nổi niềm xúc động. Khi mà tôi được nghe là ngân hàng Vietinbank và Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các đồng đội giúp cho được ít tiền để làm ở cái nhà thì tôi là vô cùng phấn khởi. Thì đã làm được ngôi nhà này, tổng giá trị ngôi nhà này là 87 triệu.
Bây giờ là đúng là cũng nói nhưng mà đúng là mình hoàn cảnh gia đình khó khăn thì nằm mơ thì cũng không thấy, nhưng bây giờ đã được như thế, mọi người đã quan tâm đến thì đã làm được ngôi nhà như này, tôi vô cùng phấn khởi và như biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến bản thân tôi và gia đình nhà tôi. Trước đây gia đình bà có hàng chục năm phải sống trong căn nhà gỗ siêu vẹo. Ngôi nhà mới dành cho gia đình bà được xây dựng nhờ sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân và những đóng góp của chính các đồng đội. Ngoài quyên góp hỗ trợ hơn 10 triệu đồng, các cựu chiến binh đang sinh hoạt trong hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Lào Cai đã thay phiên nhau đóng góp ngày công lao động, vận chuyển nguyên vật liệu, đào móng để giảm chi phí thuê thợ, dành tiền lo cho việc hoàn thiện ngôi nhà. Các anh em vẫn đoàn kết nhất trí một lòng, rồi giúp đỡ lẫn nhau trong chi hội. Rồi trong chi hội chúng tôi là cũng thường những ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ và những các cái ngày Tết, chúng tôi đều đi tặng quà các cái cháu, các cái gia đình chất độc da cam, các cháu chất độc da cam và các cái gia đình liệt sĩ là đều đến thăm, thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau, động viên các gia đình có cái hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, cùng với sự đóng góp của các hội viên và sự chung tay giúp sức của các tổ chức cá nhân, đã có 38 ngôi nhà tình nghĩa Trường Sơn được khởi công xây dựng và bàn giao cho các hội viên còn khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, tỉnh Lào Cai cũng đã tích cực khuyến khích các hội viên quan tâm, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tham gia tìm kiếm và di chuyển hài cốt của đồng chí, đồng đội về quê hương. Những hộ nào mà anh em quá nghèo, hoàn cảnh khó khăn thì bình xét rồi đến kiểm tra thực tế để xây dựng các dự án, để kêu gọi cái xây dựng cái nhà tình nghĩa. Trong 5 năm vừa qua thì chúng tôi đã làm được 38 cái nhà tình nghĩa cho anh em. Thì qua cái kênh của tình thương của báo Sài Gòn Giải Phóng rồi Việt Tin Banh thì đã hỗ trợ cho được 13 cái suất nhà với cái mức là 45 triệu, 50 triệu một nhà. Quan trọng nhất vẫn là chăm lo đến đời sống của hội viên, giúp cho các hội viên mà còn khó khăn về nhà ở thì cố gắng phấn đấu với chỉ tiêu trong năm tới xây dựng được 40 nhà tình nghĩa. Việc quan tâm chăm lo hỗ trợ giúp đỡ nhau giữa các hội viên đã làm cho tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh. Đến nay, hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, tỉnh Lào Cai đã có trên 700 hội viên tham gia sinh hoạt. Những người lính Trường Sơn năm xưa luôn dành cho nhau những tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia, ấm áp tình đồng đội, trở thành những tấm gương sáng trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới hôm nay. Chỉ có 365 hội viên trên tổng số khoảng 7.000 nhân khẩu trên địa bàn. Vậy nhưng thời gian qua, Hội cựu chiến binh xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nêu tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực để các gia đình noi theo, cùng tích cực trong công cuộc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Khiêm tốn trong một góc khuất của bản 3AB, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên. Đây là nơi mà vợ chồng cựu chiến binh Hoàng Văn An đã sinh sống từ mấy chục năm nay. Ngôi nhà tuy cũ, song từ trong nhà, ngoài sân, ra đến ngõ nhỏ, luôn được ông bà vệ sinh sạch sẽ. Đã cập kê tuổi 80, không còn nhiều sức khỏe để làm công to việc lớn, song những việc như thế này, ông bà vẫn luôn cố để các gia đình noi theo, cùng giữ gìn vệ sinh môi trường làng bản. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn có khả năng, có sức khỏe, về điều kiện địa phương ấy thì yêu cầu, thì mình có điều kiện mình vẫn phải tham gia, để mọi người người ta học tập. Cho nên là tôi phải cố gắng lên nương, lên núi, lên đồi, lên xuống ruộng thì không làm được, nhưng mà các việc khác tôi đều làm hết. Ví dụ như thế này nhá, nhà nước đã tuyên truyền sạch làng ngõ xóm thì muốn hay không ấy thì các cháu phải nên cố gắng học tập, phải làm theo. Chứ mời các bà con đến xem nhà tôi vẫn sạch sẽ, đàng hoàng. Nhiều người thì thực hiện tốt, nhưng mà đôi lúc cũng sơ suất. Đấy là các cháu nó còn nhận thức chưa được. Tôi cũng muốn đến nơi để động viên và cháu ơi cố gắng, bây giờ sống một mình không được đâu, phải là có thiên hạ người ta sống đông người, người ta làm thì mình cũng nên làm. Thế nên các cháu cũng cố gắng. Gần 10 năm tham gia quân ngũ, di chuyển chiến đấu ở khắp các chiến trường khu vực miền Tây Nam Bộ, thân thể cựu chiến binh Hoàng Văn An đã phải hứng chịu đủ các vết thương từ sức ép của bom mìn, đạn pháo. Vậy nhưng ông vẫn quyết tâm cùng đồng đội tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
hoàn thành sứ mạng cao cả. Một năm sau ông được phục viên trở về địa phương, ông lại tích cực tham gia nhiều nhiệm vụ trong cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân trong xã xây dựng và phát triển quê hương. Ở xã Kim Sơn hôm nay còn hơn 70 cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hầu hết mọi người đều đã cao tuổi, song bản lĩnh và ý chí của người lính Cụ Hồ vẫn luôn được họ phát huy, nêu tấm gương sáng trên địa bàn. Chúng tôi phải vận động hội viên cựu binh làm trước tất cả mọi cái công việc, phải thực hiện mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, từ về các cái khoản đóng góp nghĩa vụ đối với nhà nước, thực hiện về môi trường môi sinh đấy, và cùng nhau đưa cái phong trào của chiến binh trong cái việc xóa đói giảm nghèo. Nói chung tất cả các mọi nhiệm vụ của địa phương là chúng tôi vận động anh em cựu chiến binh là phải những người phải đi trước. Kim Sơn là xã vùng 3 của huyện Bảo Yên, mọi điều kiện để phát triển kinh tế xã hội đều hết sức khó khăn. Vậy nhưng kết thúc kế hoạch năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn khoảng 27%, thấp hơn con số trung bình của toàn tỉnh. Đạt được kết quả ấy, bên cạnh tinh thần đoàn kết, sự năng động, chủ động trong lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc, thì vai trò của các tổ chức đoàn thể, trong đó có tổ chức hội cựu chiến binh của địa phương là hết sức quan trọng. Đảng ủy và chính quyền cũng luôn quan tâm và đã vận động các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là lượng hội cựu chiến binh. Bởi vì cấp ủy chính quyền luôn xác định lực lượng cựu chiến binh là lực lượng đã được đào tạo, rèn luyện qua quân ngũ và luôn phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ. Chính vì vậy, với cái tự tiên phong của các hội viên hội cựu chiến binh thì chúng tôi cũng rất huy động lực lượng hội cựu chiến binh và đặc biệt những cái gương làm ăn kinh tế giỏi để phát huy những cái lợi thế của địa phương về xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Không chỉ phát làm giàu chính đáng cho bản thân các hội viên mà các hội viên cựu chiến binh cũng đã là gương sáng để vận động bà con nhân dân cùng làm theo mình để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đồng thời cũng tích cực vận động bà con nhân dân để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Những tuyến đường mới mở, những cánh đồng một giống, những mô hình sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ cao đang bắt đầu xuất hiện và rõ nét. Bức tranh ấm no ở vùng quê Kim Sơn, Bảo Yên đang được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc nơi đây đoàn kết vẽ tiếp. Trong đó những cựu chiến binh của địa phương lại tiếp tục tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không chỉ là tấm gương cho tuổi trẻ rèn luyện đạo đức cách mạng mà còn là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Kim Sơn trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Thành phố Lào Cai vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Mục tiêu của tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan sản xuất kinh doanh, chế biến và người tiêu dùng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm tươi sống, kiểm soát và phòng ngừa ngộ độc rượu, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Thông qua lễ phát động, thành phố Lào Cai mong muốn mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực trong việc kinh doanh, sản xuất, sử dụng thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình mình. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, thành phố Lào Cai sẽ tổ chức hai đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tại 17 trên 17 xã, phường của thành phố. Tại Lào Cai vừa khai trương chuỗi sản phẩm thịt lợn được nuôi bằng cám công nghiệp có thành phần thảo dược. Chuỗi ngành hàng này chính thức đi vào hoạt động đã giải quyết được nhiều bài toán trong việc chăn nuôi lợn hiện nay. Ngay sát với Lào Cai là tỉnh Yên Bái, nhiều trang trại đang phải bán lợn với giá từ 15.000 đến 16.000 đồng mỗi kg lợn hơi, thì tại Lào Cai, hàng trăm hộ tham gia chuỗi lợn thảo dược đang bán được lợn đảm bảo không bị lỗ tại thời điểm này. Tại thị trường Lào Cai, do giá lợn hơi thấp, nên nhiều hộ đang chăn nuôi cầm chừng do phải vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng trang trại cũng như ứng cám chăn nuôi của các đại lý với số lượng lớn. Trong thời gian dài lợn hơi xuống giá. Trong khi đó hàng trăm hộ nuôi lợn có quy mô từ 50 đến 300 con được cho ăn bằng cám công nghiệp có thành phần thảo dược đang được đại lý cung ứng cám trả chậm, quản lý chặt chẽ số lượng đàn, đồng thời cam kết mua toàn bộ số lượng lợn cao hơn giá bán của thị trường từ 2 đến 3.000 đồng mỗi kg lợn hơi. Cách làm này đang giúp nhiều nông dân yên tâm tái đàn và cam kết tham gia chuỗi chăn nuôi lợn bằng cám công nghiệp có thành phần thảo dược. Thời gian qua, bệnh đạo ôn đã bùng phát và gây hại mạnh trên các trà lúa xuân. Đến nay đã có khoảng 1.600 hecta nhiễm bệnh với hơn 120 hecta nhiễm nặng. Bà con nhân dân đã tích cực phun thuốc phòng trừ, song hiện nay nguồn nấm bệnh lưu tồn trên đồng ruộng rất lớn là nguy cơ cao cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên diện rộng.
Lúa xuân đang trong giai đoạn làm đồng đến đồng chỗ, nhưng nhiều khu vực nông dân không nhận biết được đúng bệnh. Hiện ở một số chân ruộng của xã Bản Qua, huyện Bát Sát, bệnh đạo ôn đã lây lan đến cổ bông, gây trắng bông, lép hạt như thế này. Với những bông lúa đã bị bệnh nặng như trên hình ảnh thì không còn khả năng cho thu hoạch. Chính vì vậy, nông dân cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện bệnh sớm để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Bệnh đạo ôn cổ bông có khả năng gây hại đồng loạt trên diện rộng khi ở giai đoạn lúa chỗ bông đến chắc xanh. Trên những diện tích các cây giống như BC15, sén củ, nếp thì bệnh đạo ôn gây hại mạnh hơn. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân cần mua thuốc trị bệnh đạo ôn tại những đại lý đã được cấp phép, không mua thuốc trôi nổi hay bán rong tại các chợ, không phun thuốc trị bệnh đạo ôn với phân bón lá và càn phun đồng loạt, phun cao tay trên bề mặt lá và bông lúa để nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là đường tới các khu du lịch trọng điểm của Lào Cai tăng mạnh. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã lên phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tránh không để ùn tắc xảy ra. Tuyến quốc lộ 4D đoạn thành phố Lào Cai đi Sapa luôn có một lượng phương tiện rất lớn tham gia lưu thông. Do đường hẹp, dốc nên cung đường này liên tục xảy ra ách tắc vào những dịp cuối tuần và lễ Tết do lượng khách đổ về Sapa tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai sẽ cắt cử 4 tổ công tác giải đều trên toàn tuyến từ cầu Kim Tân lên đến thị trấn Sapa nhằm hướng dẫn phân luồng giao thông, kịp thời xử lý khi có ùn tắc xảy ra. Việc cấm các xe từ 30 trở lên lưu thông ở một số thời điểm trong ngày cũng đã được tỉnh Lào Cai đưa ra nhằm tránh ùn tắc cho tuyến đường du lịch trọng điểm này. Có một đoạn có chưa đầy 40 cây là mình đã làm 3 tổ, còn ngoài này là một tổ nữa, 4 tổ. Vì lực lượng thì nó cũng có hạn, chỉ cả hai đội tuần tra có 20 người mà làm cả ngày lẫn tối. Mà rất phức tạp, nhất là ban ngày thì cấm xe tải thì là cái tốt để cho lưu thông cho khách đi lại. Nhưng mà vất vả ấy là cho lực lượng cảnh sát giao thông là cái buổi tối, cái lượng xe tải bắt đầu là hoạt động, kết hợp với cả xe du lịch nữa thì là cái lúc đó thì mới là cái lúc là giảm nhất. Tại Lào Cai, theo thống kê, hiện có 182 đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt và luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Để đảm bảo an toàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đang tăng cường việc kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt, trong đó tập trung kiểm tra xử lý các đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt và hệ thống cảnh báo tại các điểm có gác chắn. Hiện nay các cái đường ngang gác chắn và trạm cảnh báo tự động thì tổ cảnh sát giao thông đường sắt của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với công an huyện Bảo Thắng, công an thành phố Lào Cai thường xuyên kiểm tra cái quy trình tác nghiệp như gác chắn của nhân viên đường sắt tại các cái gác chắn này để chủ động để kiểm tra những cái quy trình hiện tại những cái gác chắn này có đảm bảo hay không. Thì qua kiểm tra thì hiện nay chúng tôi cũng tăng cường thường xuyên để làm tốt cái công tác tại các đường ngang gác chắn này. Với mục tiêu kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông. Tập trung vào các lỗi như xe ô tô khách vi phạm chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, xử lý nghiêm xe ô tô chở hàng quá tải trọng, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu điều khiển giao thông. Để đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện trong cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã có một cái tham mưu cho Ban Giám đốc có kế hoạch số 509 chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Và đặc biệt chú trọng đến những cái tuyến địa bàn trọng điểm ở Lào Cai, như các đồng chí đã biết thì tuyến Sapa là cái tuyến du lịch mà trong những năm gần đây lượng du khách đến với Lào Cai rất là đông. Để đảm bảo cho cái du khách đi lại được thuận tiện nhất thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường toàn bộ cái số lực lượng cán bộ chiến sĩ trong công tác tuần tra kiểm soát, tăng cường những cái tuyến quốc lộ 4D. Thứ nhất là có cái trách nhiệm cảnh báo đối với những cái lái xe đi lại trên cái tuyến đường đèo dốc nguy hiểm. Cái việc thứ hai
là hướng dẫn để làm sao bà con đi lại thuận tiện và không để xảy ra cái tình trạng ùn tắc giao thông. Bên cạnh cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cái tuyến quốc lộ thì chúng tôi đã tăng cường lực lượng trong tất cả các cái tuyến giao thông, ví dụ như là tuyến đường sắt, tuyến đường thủy nội địa. Cùng với sự chủ động chuẩn bị về phương án của các cơ quan chức năng thì người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay thực sự là một kỳ nghỉ nhiều niềm vui và an toàn dành cho tất cả mọi người. Báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 29 tháng 4, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 15 vụ làm chết 8 người, bị thương 11 người. Trên tuyến cao tốc xảy ra một vụ va chạm, làm hư hỏng 3 xe ô tô, không có thiệt hại về người. Về công tác xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ, báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 4.914 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 3 tỷ 771 triệu đồng, tạm giam 15 xe ô tô, 552 xe mô tô, tước 127 giấy phép lái xe các loại. Đường thủy đã kiểm tra xử lý 556 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 240 triệu đồng. Đường dây nóng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ngày 29 tháng 4 nhận được gần 40 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Ngay sau đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh. Phần cuối chương trình sẽ là mục Lào Cai 7 ngày, tổng hợp lại những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Bắc Hà nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017. Sau khi thăm kiểm tra thực tế tại một số địa phương của huyện Bắc Hà trong việc đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thăm trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bắc Hà, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện. Trên cơ sở phân tích rõ những tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bắc Hà phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp và sát với tình hình thực tế. Lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện nhằm phát triển nhanh và bền vững, sớm thoát khỏi diện nghèo của cả nước. Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có cuộc tiếp xúc cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri nêu lên nhiều băn khoăn với những vấn đề nóng hiện nay như ô nhiễm môi trường, tham nhũng, xâm hại tình dục trẻ em. Cử tri đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ địa phương vùng cao, vùng dân tộc, đề nghị đầu tư vào xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới, đề nghị Đảng, nhà nước, các ngành quan tâm đến việc tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, nâng mức hỗ trợ di chuyển nhà cho nhân dân trong diện di chuyển ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm và sắp xếp dân cư khu vực biên giới. Những kiến nghị của cử tri đã được giải đáp trực tiếp ngay tại cuộc tiếp xúc. Những kiến nghị quan tâm đến thẩm quyền của Quốc hội, các bộ, ngành trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai sẽ có trách nhiệm tổng hợp trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 sắp tới. Một sự kiện được nhiều người mong chờ đó là lễ hội du lịch mùa hè Sapa năm 2017 được tổ chức từ ngày 29 tháng 4. Lễ khai mạc lễ hội mùa hè tại Sân Quần và lễ hội trên mây được tổ chức tại khu du lịch sinh thái Hàm Rồng là một trong những điểm nhấn nổi bật. Ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, đã có rất đông du khách đổ về các điểm du lịch ở Sapa, tạo nên không khí sôi động cho địa phương. Đến với lễ hội du lịch mùa hè Sapa năm 2017, du khách sẽ được sống trong không gian văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc địa phương như biểu diễn múa xòe của người Tày, Sa Phó, múa của người Giấy, tái hiện đám cưới của người Dao Đỏ. Ngoài phục vụ du khách, chính quyền huyện Sapa kỳ vọng thông qua những hoạt động của lễ hội sẽ giúp nâng cao ý thức để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc của người dân, hướng tới xây dựng Sapa thành khu du lịch trọng điểm quốc gia.
Trong một chương trình thời sự trước, chúng tôi đã đề cập về những khó khăn của gần 40 hộ gia đình ở thôn Sơn Mãn 1, xã Vạn Hòa, do không được nhập khẩu hay đăng ký tạm trú về nơi cư trú, mặc dù họ đã xây dựng nhà ở kiên cố, sống quần tụ thành khu dân cư, điều kiện hạ tầng đảm bảo. Nguyên nhân là bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản Lào Cai, nay là công ty cổ phần khoáng sản Lào Cai, là đơn vị đầu tư của dự án đã không đảm bảo theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, dẫn đến tình trạng mua bán đất lộn xộn ở khu vực này. Buộc Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai phải có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh, trong đó có việc không cho nhập khẩu về khu dân cư này. Việc cần làm lúc này của các cơ quan chức năng là xử lý khắc phục các sai phạm, đồng thời hoàn thiện các thủ tục, đặc biệt là về hộ khẩu thường trú tạm trú, cho người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Một vấn đề được chúng tôi đề cập trong thời gian qua nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết triệt để, đó là tình trạng các cống nước bị xuống cấp, nắp cống thoát nước bị mất cắp hoặc chưa được lắp đặt, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dân khi đi bộ hoặc tham gia giao thông. Như tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp giao với đường An Lạc, nắp cống quá mỏng trong khi lưu lượng xe lớn đã gây vỡ, lún, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Cũng trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn thuộc gói thầu số 2, có hàng trăm nắp cống thoát nước, mặt đường vẫn chưa được lắp đặt. Nếu không cẩn thận, cả xe máy và ô tô có thể sa xuống cống bất cứ lúc nào. Còn tại khu vực quảng trường trung tâm của tỉnh, tình trạng một số nắp cống thoát nước bị hư hỏng hoặc trộm cắp tạo ra những hố sâu rất nguy hiểm cho người đi bộ và du khách. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần liên tục kiểm tra, sửa chữa các công trình dân sinh nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho nhân dân. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.